Vâng, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tokyo Camera. Thì mấy ngày gần đây thì anh em có phải bắt đầu xôn xao về chiếc hai chiếc gimbal mới của DJI, đó chính là Ronin SC2 và Ronin S2. Vậy thì hôm nay mình sẽ mở hộp cũng như là sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp và cách kết nối giữa máy ảnh và gimbal cũng như là cách hướng dẫn cân sao cho hợp lý nhất nhá. Không để các bạn chờ lâu nữa thì đây chính là chiếc DJI Ronin RS2 phiên bản Pro Combo. Đây là cái phiên bản gọi là max option nhất. Tất cả những cái gì linh kiện nào hãng được cung cấp trong TVC thì cái bộ combo đều có. Và bây giờ thì mình sẽ mở ra và cho các bạn xem là trong cái hộp này nó sẽ có những cái gì. Thì rất may mắn là cái hộp này thì với bản Pro Combo thì các bạn sẽ được tặng sẵn cái túi như thế này. Đấy, sẵn cái túi chống sốc như thế này luôn, các bạn có thể cầm đi và xách như luôn, rất là nhỏ gọn. Cũng như là đồ đạc ở trong này thì được đựng rất là ngăn nắp. Và bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai ngăn. Thì ngăn đầu tiên chúng ta sẽ có là những cái bộ phụ kiện. Đây, như các bạn nhìn thấy, chúng ta có một bộ phụ kiện rất là đầy đủ, đi kèm với cả bộ Raven Eye. Đây là một bộ wireless cực kỳ xịn sò của DJI. Cũng như là những cái bộ focus. Đây là bộ focus. Đó, tất cả những cái gì liên quan đến focus của Raven Eye sẽ đều được có bên này. Rồi, tiếp theo đó là chúng ta sẽ được kèm sẵn một cái tay am rất là chắc, các bạn lắp thẳng trực tiếp vào gimbal. Một cái kẹp điện thoại, cái này là các bạn kẹp điện thoại, các bạn lắp trên cái cổng M4 của gimbal là sẽ kết nối được. Ok, tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có một cái blade. Đó, và cái blade này thì đặc biệt là năm nay cái blade này thì sẽ chỉ dùng được cho RS2 thôi, chứ không dùng được cho Ronin S cũ, hoặc là Ronin S cũ thì cũng không lắp được lên cái RS2 này. Và đây thì chúng ta có một cái quick blade, năm nay sẽ được gắn liền vào đây. Còn cái thanh này thì là mình lúc ấy mình lắp test Raven Eye, vậy nên là mình đã gắn sẵn cái thanh này vào luôn. Thì ở trong những cái video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt Raven Eye sao cho hợp lý và đúng nhất nhá. Rồi, ok, mình sẽ để nó ra đây. Chúng ta có một viên pin, thì pin năm nay là sẽ là quả pin rời như thế này, rất là nhỏ. Pin năm nay thì đã nhỏ hơn và được bọc nỉ rồi, cầm rất là chắc tay, không bị trơn, không bị trượt. Pin thì mình cũng đã sạc đầy rồi. Đây là quả pin và đây là cái chân đế ba của cái này đó. Đây là những cái bộ phụ kiện đi kèm của chiếc Ronin RS2. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật chính, thì nó sẽ nằm ở khay bên dưới. Đây chính là cái thân máy của Ronin RS2. Và như trong cái video mà mình tiết lộ về sản phẩm của hai cái chiếc Ronin này, thì như các bạn đã biết thì cái năm nay cái khung này sẽ được làm bằng carbon. Vậy nên là cái trục này nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với cái những cái chiếc Ronin S đời trước, cũng như là các cái gimbal khác mà được làm bằng hợp kim loại nặng hơn. Còn đây là được làm bằng carbon, vậy nên là nó khá là nhẹ. Ngoài ra thêm nữa thì trong hộp thì chúng ta sẽ có rất nhiều các loại cọng cáp. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem, các bạn đếm bao nhiêu cọng cáp ở đây. Đây là tất cả những cái cọng cáp mà hãng đã tặng cho chúng ta đi kèm máy luôn nhá, không phải mua thêm nhá. Các bạn nhìn này, năm nay này, tất cả các loại kết nối từ HDMI, Mini HDMI hay là Micro HDMI thì sẽ đều có ở đây. Cũng như là cổng thì toàn bộ là cổng Type-C kết nối với tất cả các máy, ví dụ như là Canon, Fuji, Sony, Panasonic, đủ hết, không thiếu một máy gì cả. Anh em có thể tha hồ kết nối. Nói chung là năm nay về phụ kiện thì không có thiếu thốn bất cứ một cái gì. Chúng ta còn được tặng thêm cả một cái cáp sạc Type-C, mà nói thật là đến hiện tại thì mình rất nhiều cái cáp rồi và mình không biết là mình có bao nhiêu cái cáp này. Vậy nên là với cái việc là chuyển sang cáp Type-C thì cái việc mà sạc pin cũng như là kết nối khi mà anh em lỡ quên không mang sạc ấy nó cũng dễ hơn, tại vì bây giờ các máy điện thoại bây giờ đa phần là dùng Type-C rồi. Đó, thôi bây giờ không lòng vòng và dài dòng nữa thì mình sẽ đến với cái phần kết nối máy ảnh với gimbal cho anh em xem. Thì đầu tiên là các bạn sẽ phải kết nối cái phần pin với cái trục thân máy trước. Thì năm nay cái trục pin này nó tháo rất là dễ thôi. Ở đây chúng ta có một cái chốt phía bên tay trái, chúng ta có một cái chốt ở đây, nó có một cái lẫy khóa và một cái lẫy không khóa. Thì khi mà mình tháo pin ra thì mặc định là cái này nó sẽ mở luôn. Vậy thì bây giờ anh em sẽ chỉ cần là lắp cái chân đế vào và để cái này lên trên. Nhớ các bạn để thẳng nhá. Thì đây các bạn nhìn thấy này, nó có một cái chiều nhô nhô ra trước thì các bạn lắp ra trước. Các bạn ấn xuống. Và khi các bạn ấn xuống thì cái chốt này nó sẽ tự động nó bật lại. Vậy là cái công đoạn chúng ta kết nối giữa pin và thân máy đã hoàn thành. Thì trên cái thân của gimbal này nó có rất nhiều cái khóa, có 1, 2 và 3 cái chốt khóa. Thì để mà kết nối với gimbal một cách an toàn thì anh em nên mở hết tất cả những cái khóa này ra cho mình. Rồi, thì đây, gimbal nó sẽ như thế này. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cách cân chiếc Ronin này như thế nào sao cho đúng. Thì đầu tiên anh em sẽ phải kết nối cái blade này với cái máy đã. Chúng ta sẽ tháo cái quick blade này ra. Tất cả các cái gạt mở năm nay thì đều được làm bằng cái cần gạt như thế này. Vậy nên là cái thao tác mở cũng như là lắp đặt cũng rất là nhanh chóng thôi. Chúng ta không quá tốn quá là nhiều thời gian cho những cái công đoạn này. Rồi, và chiếc máy mình đang có ở đây là chiếc 5D Mark 3 cùng với ống len là 2470. Một combo thì mình nói thật là các bạn nó khá là nặng hơn 2.3 rất là nhiều.
Tuy nhiên thì nặng thì Ronin S bảo là nặng bao nhiêu ta cũng cân, bởi vì hôm qua mình đã cân thử đến cả C300 Mark 2 rồi, nó vẫn cân được anh em ạ. Thế mới kinh khủng chứ lệ. Rồi, sau khi các bạn đã kết nối cái quick plate này vào thân máy xong thì hãy lắp vào cái plate này. Rồi, và sau đó là chúng ta có một cái gạt khóa đây, gạt vào. Rồi tiếp theo đấy thì các bạn hãy lắp lên cái phần trục bên trên này. Nhưng mà trước khi lắp nhá, mình khuyên các bạn một chút là các bạn hãy khóa dựng cái trục ngang này lên, các bạn khóa nó lại. Rồi, tại sao mình để như thế này? Bởi vì, và các bạn hãy khóa luôn cái trục này vào cho mình. Rồi, tại sao lại phải để như thế này? Bởi vì khi mà để như thế này ấy, thì các bạn, khi mà các bạn đặt máy lên đây ấy, thì nó sẽ không có hiện tượng là nó bị lắc sang hai bên. Như vậy thì sẽ đảm bảo là anh em sẽ không bị rơi máy. Rồi, tiếp theo đó là chúng ta sẽ lắp cái này vào. Đấy, như thế này. Và năm nay thì chúng ta sẽ có thêm một cái là cái núm vặn ở đây. Cái núm vặn này để làm gì? Để chúng ta sẽ cân được cái máy, chúng ta sẽ không phải đẩy qua đẩy vào nữa mà chúng ta sẽ dùng cái nút vặn này. Như vậy thì nó sẽ khá là tiện và kiểu nó sẽ giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc cân ấy. Đầu tiên các bạn hãy cân cái trục ngang trước, làm sao để cho cái máy nó thẳng và nó không bị đổ trước và đổ về đằng sau. Rồi, khóa cái này lại. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ cân cái trục là thẳng như thế này. Trục thẳng này thì đây, các bạn hãy mở cái chốt ở bên này ra. Rồi, chúng ta sẽ thả cái chốt này ra. Các bạn cân đến khi nào máy nó đứng im một chỗ thôi. Đó, như thế này là ok. Rồi, sau đó các bạn hãy vặn chốt này vào. Vặn chặt vào nhá, bởi vì cái chốt này rất là quan trọng. Các bạn hãy vặn chặt cái chốt này lại. Rồi, sau khi đã xong hai cái trục này thì các bạn để máy như thế này mà nó không bị lắc đi đâu ấy thì có nghĩa là đã cân thành công. Rồi, tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đến với cái trục ngang ở đây. Mở cái chốt lên và xem nó nghiêng ở bên nào thì các bạn hãy chỉnh lại. Đây, tất cả những cái khóa năm nay thì đều được làm bằng cái chốt gạt như thế này, các bạn chỉ cần gạt thôi là được. Khá là tiện. Nói chung là những cái gạt như thế này thì sẽ giúp cho mình cái việc cân chỉnh cũng như là việc lắp đặt lên chiếc Ronin này là khá là dễ dàng mà nó không gặp quá là nhiều bất chắc, kể cả những cái bạn mới dùng đi nữa thì cái này cũng khá là dễ. Rồi, ok. Và sau khi xong thì các bạn hãy khóa nó lại. Và khóa những khóa rất là nhẹ thôi, nó có nhẹ nhưng mà nó rất là chắc. Các bạn yên tâm về cái việc là nó sẽ không bao giờ có chuyện là nó bị rung lắc hay là nó bị tuột ra cả. Rồi, đây là sẽ là cái trục cuối cùng. Cái trục này các bạn sẽ cân như thế nào, bởi vì có nhiều bạn là sẽ không biết cân cái trục này. Đây, rồi các bạn hãy để nằm ngang cái trục này ra và cân sao cho là cái đầu phía bên máy và cái đầu motor đằng sau này nó thẳng và nó không bị nghiêng. Như vậy là thành công. Đó, mình thì mình đã cân từ trước rồi, vậy nên là sẽ dễ thôi. Ok, và sau khi các bạn xong thì các bạn hãy bắt đầu bật cái gimbal này lên. Thì nút nguồn của Ronin S RS2 năm nay nó nằm ở đây. Các bạn hãy giữ vào một lúc rồi. Xong. Vậy đó là cái gimbal nó đã hoàn thành. Tuy nhiên thì với tất cả các sản phẩm của DJI ấy, khi mà các bạn kết nối với gimbal thì các bạn sẽ phải có một bước là auto tune. Thì năm nay nhờ cái màn hình cảm ứng này mà các bạn sẽ không cần phải lên đến app, không cần phải kết nối app, các bạn có thể làm trực tiếp ở đây. Thì ở trên góc trên màn hình phía bên tay trái chúng ta có một cái hình họa là cái gimbal, các bạn ấn vào đây. Và có một cái là test stability, các bạn ấn vào và cái auto tune nó sẽ hoạt động. Ok, và đến khi nào mà cái màn hình ở trên này nó hiện là cái tích xanh ở đây thì các bạn hãy ấn confirm cho mình. Rồi, và khi đó thì chiếc máy của chúng ta đã sẵn sàng bước vào hoạt động. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Đó. Bởi vì cái máy của mình khá nặng ấy, vậy nên là cái gimbal này cân cũng khá là ok, mình không cảm thấy là nó bị rung và lắc. Thì trong những cái video sắp tới thì mình sẽ test thử xem là cho các bạn là những cái con gimbal này khi mà bật cái chế độ super smooth lên thì nó có khử được cái bước chân nhiều hay không. Bởi vì anh em kêu khá là nhiều cái việc là khi mà chạy gimbal thì nó vẫn có hiện tượng rung lắc. Thì trong những cái video sắp tới mình sẽ hướng dẫn anh em cách là làm thế nào để khắc phục cái tình trạng đấy, cũng như là cái việc cái chế độ super smooth của Ronin S RS2 này nó có hoạt động tốt hay không. Đó. Ok, vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu nhanh đến các bạn chiếc Ronin RS2 bản Pro Combo cũng như là cách hướng dẫn lắp đặt. Các bạn có ý kiến gì về chiếc Ronin này hay muốn mình làm hướng dẫn về những cái tính năng gì thêm thì hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Đừng quên để lại cho mình một like như là một share nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.